Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Mình là Huấn Audio. Hôm nay mình xin làm một cái video test thử chiếc Omni Jaguar Hyosung PA2-03N hàng bãi xịn. Mình sẽ test thử nó. Đây là mình đang để khách quan nhé. Mình chỉ để 12 giờ hết, đúng không ạ? Mình đây nha thầy nha, mình thử tiếng mic trước nhé. Alo. Nó gần loa con hít. Alo. 1 2 3. Alo. 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 Dòng này nổi tiếng vì eco hay. Con này thì công suất nó nhỏ, dòng bãi công suất nhỏ lắm ạ. Nó chỉ có 100W một kênh ạ. Nên các bạn sẽ dùng để kéo những đôi loa mà chỉ bát 20 đổ về là hay nhất. Những loa thích hợp cho nó như là những dòng 300V, như đây con này 300V này. Hoặc những con 252, 251 rồi 21 giờ. Những con tất cả những cái dòng 3-1 từ trơn đến 5 thì rất thích hợp. Con này nó hơi nhỏ nên bạn phải không nên kéo đôi bát 25, nó sẽ làm cho cái âm đi này nó không được trường, tiếng nó không căng. Còn sau đây mình sẽ test một bài karaoke thử cho các bạn nghe nhé. Bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Xin phép được dừng video ở đây. Các bạn nghe thử rồi cho xin ý kiến. Hẹn mọi người tất cả những video mới nhất của Huấn Audio. Xin chào tất cả mọi người.